Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với tiết mục hộp thư truyền hình. Vị khán giả đầu tiên chúng tôi trao đổi là ông Trần Văn Tốt ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Thư ông hỏi: Tôi nghe nói sắp tới đây hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền xây nhà. Xin hỏi có đúng không? Và nếu có, mức hỗ trợ như thế nào? Ông Tốt thân mến, Điều 3 Thông tư 01 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Quy định tiêu chí được hỗ trợ nhà ở như sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc trong ba kết cấu chính là nền móng, khung tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình đề án chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoặc tổ chức xã hội khác. Khoảng 3 điều 7 thông tư 01 còn quy định về định mức hỗ trợ và giải ngân vốn hỗ trợ như sau. Nhà xây mới 40 triệu đồng một hộ, sửa chữa nhà 20 triệu đồng một hộ từ ngân sách trung ương. Cơ chế quản lý sử dụng thanh quyết toán kinh phí nguồn ngân sách trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Như vậy, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền để xây nhà theo quy định nêu trên. Tiếp theo, chúng tôi trả lời thư của em Quỳnh Mỹ Tâm ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Thư em hỏi: Em là sinh viên, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên muốn vay vốn sinh viên để đóng tiền học phí. Vậy em cần làm thủ tục như thế nào để được vay vốn sinh viên? Vì yêu cầu của em Tâm, chúng tôi xin trao đổi như sau. Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học hoặc tương đương đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại không có khả năng lao động. Học sinh sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng. Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật, hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Như vậy, không phải mọi đối tượng sinh viên đều được vay vốn. Nếu em thuộc một trong các đối tượng nêu trên, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây thì được làm thủ tục vay vốn theo quyết định 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, học sinh sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn nêu trên. Đối với học sinh sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. Đối với học sinh sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu. Theo các quy định nêu trên, em có thể xác định xem mình có thuộc đối tượng được vay vốn sinh viên hay không. Bạn Nguyễn Thị Thanh Thủy ở xã Phước Long, huyện Phước Long hỏi: Do vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc nên tôi đơn phương ly hôn. Mẹ chồng buộc tôi phải trả lại tiền vàng đã tặng vào ngày cưới. Việc đòi lại tiền vàng có đúng quy định không? Bạn Thủy thân mến, Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 40 của luật này. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Theo quy định nêu trên, số tiền vàng vợ chồng bạn có được sau khi đăng ký kết hôn là tài sản chung của vợ chồng bạn. Việc tặng mừng tiền vàng của mọi người dành cho vợ chồng bạn nhân ngày cưới là một dạng có hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định của Điều 457 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù. Bên được tặng cho đồng ý nhận. Quy định này có nghĩa là đối với việc tặng cho tài sản thì người tặng không còn quyền sở hữu đối với tài sản đó kể từ thời điểm giao tài sản cho người được tặng. Do đó, tiền vàng vợ chồng bạn được mọi người tặng mừng nhân ngày cưới không còn thuộc quyền sở hữu của họ nữa.
nên họ không có quyền yêu cầu vợ chồng bạn phải trả lại. Nói cách khác, vợ chồng bạn không có nghĩa vụ trả lại tiền vàng mà mẹ chồng đã tặng lúc cưới. Ngoài ra, việc tặng tiền vàng vào ngày cưới không phải là hình thức tặng cho có điều kiện, nên khi ly hôn không có nghĩa vụ hoàn trả. Tài sản này được xem là tài sản chung, nên khi ly hôn chỉ có thể xem xét chia đôi. Chúng tôi vừa nhận được thư của anh Nguyễn Thanh Tịnh ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Thư anh trình bày. Vợ tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân, do làm ăn thua lỗ nên phá sản. Trong quá trình thực hiện các thủ tục phá sản, tôi có thể yêu cầu chia tài sản chung được không? Vợ chồng tôi vẫn không ly hôn. Xin chào anh Tịnh. Theo Điều 38 Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014 quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân quy định. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của luật này. Nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp vợ chồng có yêu cầu thì tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của luật này. Bên cạnh đó, tại Điều 42 Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014 quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình, quyền lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây: nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản, nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức, nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước, nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của luật này, bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Như vậy, theo quy định hiện hành, dù trong thời kỳ hôn nhân, anh vẫn có thể chia tài sản chung, tuy nhiên, nghĩa vụ thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản cần được thực hiện. Nếu không, thì việc chia tài sản chung của vợ chồng anh sẽ bị tuyên bố vô hiệu. Liên quan đến thực hiện nghĩa vụ quân sự, chị Nguyễn Như Hằng ở xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, thư chị cho biết. Con tôi đi bộ đội, sau 15 ngày thì bị trả về nhà vì mắt kém. Nay con tôi lại nhận thông báo đi nghĩa vụ quân sự nữa. Vậy chính quyền địa phương làm vậy có đúng luật hay không? Chị Hằng thân mến, theo luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định, độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân là từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì sẽ kéo dài đến hết 27 tuổi. Việc chính quyền địa phương tiếp tục gọi con của chị nhập ngũ sau khi đã được trả về nhà không trái với pháp luật. Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan không quy định về trường hợp miễn gọi nhập ngũ sau khi đã được trả về. Khi công dân nhận được thông báo gọi nhập ngũ, họ sẽ được kiểm tra sức khỏe để xem liệu có đủ điều kiện tham gia quân đội. Do vậy, cần xác định lại rõ việc con của chị bị gọi đi chấp hành nghĩa vụ quân sự ngay lập tức hay chỉ tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Bởi việc gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ mà cơ quan chính quyền buộc phải thực hiện đầy đủ hàng năm. Sau khi xem xét về các điều kiện nhập ngũ, họ sẽ ra quyết định gọi con chị nhập ngũ hay không. Nếu lần khám sức khỏe này mắt của con chị vẫn kém và không đạt điều kiện để nhập ngũ thì sẽ được hoãn nhập ngũ, nhưng kỳ gọi nhập ngũ sau vẫn sẽ tiếp tục nhận được thông báo đến thăm khám. Việc thông báo này vốn mang tính hình thức để xác định rõ số lượng công dân và điều kiện tham gia quân đội mà thôi. Còn quyết định nhập ngũ chính thức sẽ được đưa ra chỉ khi một công dân đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn. Bà Nguyễn Thị Hồng ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, thư bạn hỏi. Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 24 tháng. Hiện nay, tôi đang mang bầu ở tháng thứ 6. Tuy nhiên, tôi phải nghỉ việc ở nhà để dưỡng sức theo chỉ định của bác sĩ. Tôi có được hưởng chế độ thai sản đối với 3 tháng nghỉ trước sinh hay không? Bạn Hồng thân mến, yêu cầu của bạn được ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu, trả lời như sau. Trả lời thư của bạn Nguyễn Thị Hồng. Thì theo quy định tại khoản 1 điều 34 luật bảo hiểm xã hội vào ngày 4 tháng 12 năm 2014 có quy định như sau: thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh không quá 2 tháng. Thì căn cứ vào điều kiện trên thì trường hợp của chị Nguyễn Thị Hồng sẽ được nghỉ việc trước khi sinh con tối đa không quá 2 tháng. Thời gian còn lại chị có thể nghỉ theo chế độ ốm đau
theo số ngày chỉ định của bác sĩ trên giấy nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trả lời của ông Lê Trung Hiếu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.